Lửa ấm, Tiểu Tam Ngọc tiếp tục đặt điều hại chính thất. Bà nội hắt hùi cháu vì tin Tiểu Tam. Ngọc nắm bắt thời cơ đưa đẩy câu chuyện của Thủy đi quá xa. Hạnh phúc Thủy Minh đứng trước nguy cơ tan vỡ. Quá tin Tiểu Tam mà lại không tin con cái trong nhà. Bà Mai đã mắc mưu của con giáp thứ 13 cõng rắn cắn gà nhà, khiến Hạnh phúc còn mình tan vỡ. Không những vậy, vì tin rằng Thủy lừa dối con trai mình, Quang không phải cháu nội nên bà Mai dần lạnh nhạt và hắt hủi Quang, khiến cậu bé bị tổn thương. Thủy thương con, giận mẹ chồng, bị chồng nghi ngờ, khiến Thủy lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần đến trầm cảm. Có thể đó là những diễn biến sẽ lên sóng ở những tập tiếp theo của bộ phim Lửa Ấm. Quý vị khán thính giả thân mến, những tập Lửa Ấm vừa lên sóng đã cho thấy câu chuyện về quá khứ của Thủy đã và đang bị đẩy đi quá xa. Khi Ngọc chính là kẻ châm ngòi cho mọi bùng nổ trong gia đình đang êm ấm của Minh và Thủy. Trước đây, Ngọc tham vàng bỏ ngãi nên dù rất yêu Minh nhưng đã rời bỏ Minh để đi tìm hạnh phúc mới cùng người đàn ông lắm tiền nhiều của giàu có tận trời Tây. Tuy nhiên, ông trời có mắt, kẻ bạc tình như Ngọc đã không được hạnh phúc dài lâu khi chồng Ngọc lại theo một cô gái khác, trẻ trung xinh đẹp hơn Ngọc. Bỏ Ngọc bơ vơ nơi đất khách quê người, không họ hàng người thân thích. Ngọc đã phải vật lộn mưu sinh và học tiếp thạc sĩ chuyên ngành huyết học. Đến lúc này, Ngọc có hối hận cũng không kịp. Khi đó, Ngọc mới nhớ tới Minh và cảm thấy vô cùng ân hận. Và Ngọc đã lập sẵn một kế hoạch trở về nước để quay lại với Minh. Kế hoạch của Ngọc đang được Ngọc thực hiện một cách suôn sẻ. Với bản lĩnh coi trời bằng vung, còi thúng bằng nia, sẵn sàng bằng mọi giá, mọi thủ đoạn để đạt được cái mình muốn. Nên khi có cơ hội được mời về nước tham gia dự án nghiên cứu trong 6 tháng, Ngọc đã lên kế hoạch giành lại mình từ tay Thủy. Không thể phủ nhận, Ngọc là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, lại khéo ăn khéo nói và không từ thủ đoạn. Bước đầu tiên, Ngọc đã tìm đến tận nhà Minh. Trong cuộc nói chuyện giữa bà Mai và Ngọc, vô tình, Ngọc đã nói tới Long, nhắc tới Long và con trai của Minh và Thủy thì lại giống Long, khiến cho bà Mai bắt đầu có những nghi ngờ. Trong những tập vừa lên sóng, cũng có những diễn biến hết sức gay cấn và kịch tính khi cô ruột của Long, người yêu cũ của Thủy, tình cờ gặp lại cô ở bệnh viện. Bà ta đã úp mở, dò hỏi về đứa con trai 13 tuổi của Long. Bởi trước đây Thủy từng theo Long về quê, xa mắt họ hàng và cả họ cũng tin rằng Thủy đang mang thai và tính chuyện làm đám cưới với Long. Trước khi mất, Long cũng nói rõ điều ấy với người thân. Nghe đến chuyện này, Thủy hết hồn và giải thích rằng đó là chuyện hiểu lầm. Người cô của Long vẫn không bỏ cuộc, muốn nhìn mặt cháu đích tôn nên hỏi địa chỉ nhà Thủy để lén đến. Đúng lúc ấy thì Ngọc tình cờ nhìn thấy họ đang rung răng với nhau nên đợi Thủy đi khỏi đã tiếp cận người cô của Long rồi cố tình đưa địa chỉ nhà Minh để bà đến tận nhà tìm Quang. Tại đây bà ta đã gặp bà Mai và Quang nên lôi điện thoại ra chụp ảnh, thậm chí còn liên tục nói giống quá đi mất. Điều này khiến cho bà Mai càng thấy nghi ngờ hơn. Còn bản thân Ngọc, do nắm bắt sơ qua được chuyện quá khứ của Thủy, giờ không còn ai để xác minh chứng minh cho Thủy. Còn bản thân Ngọc thì như kẻ vớ phải vàng, đang lên kế hoạch phá hoại hạnh phúc gia đình Minh và Thủy để kéo Minh về bên mình. Cơ hội có 1-2 nên Ngọc đã nắm bắt lấy ngay, và vì thế Ngọc đã tìm đến bà Mai để khóc lóc, xuyên tạc ra một câu chuyện khác khiến cho bà Mai hiểu sai về con dâu của mình. Ngọc đã tìm đến tận nhà bà Mai phân trần chuyện năm xưa cô quyết định từ bỏ tình cảm với Minh để ra nước ngoài lấy chồng là muốn có tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ. Nghe đến đây, mẹ Minh đã mủi lòng, xúc động và thương cho Ngọc vì nghĩ Ngọc có hiếu, không muốn liên lụy đến gia đình bà. Những giọt nước mắt của Ngọc đã chạm tới trái tim của bà Mai. Vậy là bao ân oán xưa kia, bao tức giận và cả sự ghét cay ghét đắng về Ngọc, bà Mai đã quên hết và cảm thương Ngọc, lại yêu quý Ngọc như thuở nào. Điều đó khiến cho Mai Anh, con gái của bà Mai, vô cùng lo lắng. Mai Anh thì tin rằng tất cả những gì mà Ngọc nói ra thì đều là giả dối cả, bảo mẹ đừng tin, nhưng bà Mai thì ngược lại, bà hết sức tin ở Ngọc. Trong tập vừa lên sóng lại càng gay cấn khi chuyện quá khứ của Thủy bị lôi lại và từ miệng Ngọc đã biến tấu xuyên tạc thành một câu chuyện khác.
Long đã mất rồi nên sẽ khó có ai sẽ là người đứng ra thanh minh cho nỗi oan này của Thủy. Cũng trong tập phát sóng này, trong một phân cảnh, bà Mai đã gặng hỏi Minh về quá khứ của Thủy. Bà Mai đặt ra nghi vấn, liệu trước con, vợ con nó có yêu đương gì ai không? Minh dám khẳng định với bà Mai, trước Minh, Thủy chưa từng yêu ai và mình là mối tình đầu của cô ấy. Sau khi xác minh lại với con trai, bà Mai vẫn bán tín bán nghi về quá khứ mập mờ của Thủy. Chuyện chưa dừng lại ở đó khi bà Mai gọi điện thoại cho Ngọc và đến tận nơi ở của Ngọc để tìm hiểu câu chuyện. Là một người bà, người mẹ, dù không có bản tính đa nghi là ai đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không để chuyện này trôi qua một cách đơn giản như thế. Chính vì vậy mà bà Mai đã phải gặp Ngọc để tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng điều bà Mai không ngờ, chính mình lại bị biến thành quân cờ của Ngọc. Khi bà Mai nói chuyện với Ngọc, câu chuyện đã bị Ngọc đẩy đi quá xa. Theo như Ngọc nói, chính Thủy là người đã gợi ý cho Ngọc ra nước ngoài và nói sẽ lựa cơ hội giải thích cho Ngọc. Thế nhưng kết quả là Thủy vẫn im lặng cho đến tận bây giờ. Điều đó khiến cho Ngọc hết sức thất vọng về Thủy. Còn chuyện của Thủy, Thủy đã về nhà Long ra mắt nhưng họ hàng nhà Long lại không ai đồng ý nên Thủy buộc lòng phải có thai trước để phụ huynh đồng ý. Nghe những lời Ngọc nói như vậy không khác gì sét đánh ngang tai. Nỗi hoài nghi lại càng dâng lên khiến cho bà Mai tự hỏi liệu Quang có phải là cháu nội của mình hay không? Biết đâu bao nhiêu năm qua bà lại đi chăm bẵm cháu của người khác. Nỗi lòng của người bà, người mẹ với bản tính tin người đã bị một kẻ từ trên trời rơi xuống gieo rắc vào trái tim bà nỗi sợ hãi vô cùng tận. Còn Ngọc, sau khi đã chiếm được trái tim và lừa được mẹ người yêu cũ, Ngọc tiếp tục lên kế hoạch hẹn Minh đến nhà tâm sự. Nếu bình thường hẹn chắc chắn Minh sẽ không đến. Có thể Ngọc sẽ giả ốm, Minh quan tâm hoặc bày ra kế hoạch muốn kể cho Minh nghe câu chuyện liên quan đến Thủy. Điều đó cũng khiến cho Minh tò mò. Phần nữa cũng là sao xuyến cái tình cũ hẹn hò, đồng thời cũng xem Ngọc cư xử như thế nào và muốn cho rõ ràng mọi chuyện nên Minh đã đến nhà Ngọc. Tại đây, Minh nói bây giờ Minh là người đàn ông đã có gia đình và mong Ngọc hãy có khoảng cách. Tuy nhiên, với những thủ đoạn không thể lường hết của Ngọc, Ngọc lại tiếp tục dùng chiêu nhỏ những giọt nước mắt cá sấu của mình để lấy lòng người khác. Và chính vì vậy, mình đã sập bẫy của Ngọc. Có một phần đoạn giới thiệu về bộ phim đã được lên sóng, Minh và Ngọc bên nhau uống rượu vang trong ánh nến lung linh. Theo suy đoán của khán giả, đó chính là bước tiếp theo của Ngọc trong series đòi bố cho con mình. Không những vậy, còn có cả những hình ảnh Ngọc và Minh đầu sát đầu, môi kề môi. Chả lẽ Minh không thể quên được Ngọc để bây giờ tình cũ không rủ cũng đến. Cũng theo phân tích của khán giả yêu phim đã đặt niềm tin vào Thủy, thì chuyện về ra mắt gia đình Long là Long đã nhờ Thủy giúp. Bởi bố mẹ họ hàng ở quê cứ giục Long lấy vợ nên không dừng được, Long đành phải tìm nhân vật thế thân đó chính là Thủy. Chuyện này thì Minh cũng biết. Theo suy đoán, bố của Long ốm nặng, tưởng không qua khỏi nên mất Long phải tìm bằng được con dâu trước khi ông nhắm mắt. Còn Long, Long biết trong mình có bạo bệnh nên không muốn lấy vợ. Bởi vậy, biết Thủy qua Minh, Long đã nhờ Thủy, đóng giả là người yêu, đến ra mắt gia đình nhà Long để cho bố mẹ Long yên tâm. Thủy biết được nỗi khổ của Long nên đã đồng ý giúp Long. Ai ngờ câu chuyện này đã khiến cho những người lớn trong gia đình Long tin rằng Thủy chính là vợ sắp cưới của Long. Và để bố mẹ yên tâm hơn, Long còn bạo miệng nói rằng mình và Thủy đã có em bé. Chính vì điều đó, sau khi Long qua đời, Thủy cũng không còn quay lại và cả gia đình Long ai cũng mong ngóng Thủy bởi nghĩ rằng Thủy đang mang trong mình đứa con của Long, đó chính là cháu nội của họ. Trải qua một quãng thời gian dài như vậy, nhưng không ai biết Thủy ở đâu cho đến tận bây giờ. Bà cô của Long vô tình tới bệnh viện thì gặp Thủy, mừng như vớ được vàng. Bà không cần biết đến tâm trạng của Thủy như thế nào, cảm giác của Thủy ra sao, và hỏi rõ ngọn ngành, chỉ khẳng định rằng đứa con của Thủy năm nay 13 tuổi, đúng tròn với năm mà Long đã mất. Những gì Long nói lại trước khi mất bà không thể quên, và bà tin chắc chắn rằng con của Thủy chính là con của Long. Vậy là tai họa lại bắt đầu ập tiếp xuống tới người phụ nữ bất hạnh này. Thủy là một người cường trực thẳng thắn và hết mình vì công việc, là một bác sĩ có trách nhiệm. Thế nhưng, từ đầu phim cho tới giờ, chúng ta có thể thấy được
người phụ nữ này đã gặp biết bao nhiêu khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Mong rằng Thủy sẽ được minh oan và quá khứ của Thủy sẽ được chứng minh một cách rõ ràng để Thủy có cuộc sống hạnh phúc đáng có. Còn những kẻ như Ngọc, những kẻ muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác sẽ bị quả báo do những gì mà mình đã gây ra với người khác. Chi tiết cụ thể sẽ diễn ra như thế nào? Ngọc sẽ thực hiện từng bước kế hoạch của mình ra sao? Bà Mai cũng như Minh sẽ đối xử như thế nào với Thủy trước những gì mà Ngọc đang đẩy lên quá xa như vậy? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Lửa Ấm. Phim tiếp tục được phát sóng lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.